Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Nay mình có về thêm được một chiếc đồng hồ đến từ Đức, và thương hiệu này là thương hiệu Glashütte Original, thương hiệu top 2 của Đức. Thì với chiếc đồng hồ này, nó là một chiếc qua sử dụng và no box, nó chỉ còn đồng hồ thôi, cho nên là mình sẽ tặng kèm anh em một travel case khi mua. Bây giờ thì mình sẽ trên tay chiếc đồng hồ này cho anh em xem. Chiếc Glashütte Original này là một chiếc có cái thiết kế là Panomatic Date. Panomatic ở đây thì nó được ghép từ ba từ, đó là panorama datum và từ date, cũng như là từ matic thì lấy từ automatic. Ở đây là sẽ là một chiếc đồng hồ tự động, và nó sẽ có là cái lịch ngày lớn đó. Panorama datum, nếu mà tiếng Anh thì các bạn sẽ tương tự như là panorama vậy đó, và những cái gì mà có panorama thì nó thường là sẽ lớn. Chiếc này của mình thì sẽ có cái mặt số là màu vàng nhẹ các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là ở trên mặt dial của nó, đây là một cái dòng sản phẩm mà chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đơn giản với một cái ô lịch ngày. Đây, ô lịch ngày hai ô ở góc khoảng tầm 4 giờ. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có logo là Glashütte Original. Ở phía trên này chúng ta sẽ có dòng chữ là Panorama Datum. Còn ở dưới góc 6 giờ thì các bạn sẽ thấy ngay là Panomatic Date. Các bạn sẽ chỉ cần search cái dòng là Glashütte Original Panomatic Date là nó sẽ ra cái dòng sản phẩm này. Cái này được sản xuất hoàn toàn tại Đức với dòng chữ là Made in Germany ở đây. Mặt số của chúng ta thì mặt số thì được làm theo dạng cáp, và nó sẽ có những cái viền này. Những cái viền này thì sẽ được làm với những cái vân trải tia khá là đẹp, và các bạn có thể thấy khi mình xoay thì những cái viền ở phía trong của chúng ta thì sẽ bắt sáng rất là tốt. Chúng ta sẽ có hai kim giờ và kim phút ở phía trên, và dưới này thì chúng ta sẽ có một cái kim dây nhỏ small second các bạn nhé. Toàn bộ phần thân của chiếc đồng hồ này được làm từ vàng 18K AU750. Phía bên phải chúng ta sẽ có cái núm chính, và núm này của chúng ta là một cái núm để chúng ta chỉnh giờ cũng như là chỉnh ngày. Và điểm đẹp nhất trên chiếc đồng hồ này đó là mặt sau, khi mà chúng ta sẽ có một cái thiết kế máy rất là đẹp. Thiết kế này thì sẽ có một cái củ văng dạng nhỏ nhưng không phải là micro rotor, đây là dạng tầm trung. Và củ văng này thì cũng sẽ có cái phần đối trọng của chúng ta được làm từ vàng 21K, và cái phần này thì được đánh bóng rất là đẹp để tạo ra cả 7 màu. Các bạn nhìn ở ngoài thì sẽ thấy cả 7 màu. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có balance wheel của chiếc đồng hồ và một cái thiết kế là double swan neck, tạo ra một cái hình là hình cánh bướm rất là đẹp. Và bộ máy ở trên chiếc này phải nói là được làm rất là tuyệt vời đó. Bộ máy ở trên chiếc đồng hồ này thì sẽ có cái mã máy là 90-01, và bộ máy này của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 41 chân kính. Các bạn sẽ có là tần số là 28.800, và các bạn sẽ có là 42 giờ tích cóp đó. Và những cái chi tiết này các bạn có thể thấy là nó được làm hoàn thiện rất là tốt đó. Củ văng thì xoay nhẹ nhàng như này với logo Double G ở đây. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Glashütte Original, độ chống nước là 30m 3 ATM, và đây là number của sản phẩm này với cái số là 315. Và các bạn để ý là những cái dòng sản phẩm đời trước, đời cũ của dòng GO này thì tất cả những cái này của chúng ta thì đều được là khắc tay các bạn nhé. Đó, mãi đến năm khoảng 2017, 2018 đổ đi thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết là được khắc bằng laser. Còn ở trước đó là những cái số serial number này thì họ đều là nghệ nhân của Glashütte họ khắc tay cả. Và chiếc này thì date cũng loanh quanh khoảng tầm 2015. Chúng ta sẽ có một sợi dây da handmade màu đen cá sấu, và chúng ta sẽ có một cái khóa gập Glashütte. Khóa gập này cũng được làm từ vàng khối với hai cái triện ở phía dưới này. Đó. Chiếc này thì có size là 39mm, và cái phần càng cũng khá là ngắn, cho nên là với chiếc đồng hồ này thì tay anh em khoảng tầm 15cm là chúng ta đã đeo được rồi. Một chiếc Glashütte Original Panomatic Date này, nó là sử dụng cái thân bằng vàng, cho nên là nó sẽ đắt, với cái giá là tại Đức là khoảng 20.000. Đó, thì khoảng tầm 500 triệu. Còn một chiếc qua sử dụng như này thì hiện tại giá tình trạng của nó còn rất là tốt, và bên mình sẽ bảo hành cho anh em 5 năm, và như chiếc này thì bên mình đang để là 215 triệu các bạn nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Glashütte Original Panomatic Date này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Một cái thiết kế rất là đẹp với double swan neck ở đằng sau. Đó. Cảm ơn em rất nhiều, và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.